Xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ thêm một vài biến của nghịch pháo nữa để anh em chúng ta nghiên cứu sâu hơn về nghịch pháo. Thì hôm trước mình chia sẻ nghịch pháo phần 7 thì mình chỉ chia sẻ đến lúc mà mình hoàn toàn ưu thế, rồi các bạn tự nghiên cứu. Thì hôm nay phần 8 mình sẽ tiếp tục quay lại chia sẻ đến khi đánh sát cuộc. Thì chúng ta vẫn tiếp tục là pháo 2 bình 5. Thì bên kia đối nghịch lại bằng pháo 2 bình 5, mã 2 tấn 3. Thì các bạn thấy những biến hóa trước chúng ta chia sẻ với nhau là tới đây là mã 8 tấn 9. Rồi sau đó mình bình xe ra thì người ta theo xe tạo căng. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mã ta đánh mã trong. Tức là đánh nghịch pháo hay thuận pháo nó đều có hai cách chơi mã là mã biên và mã trong. Thì hôm nay chúng ta chia sẻ về mã trong. Mã ngoài chúng ta chia sẻ nhiều rồi. Thì vẫn như thường lệ chúng ta vẫn cứ bình xe ra. Thì bên hậu cũng thế, bình xe ra để tạo căng. Thì thông thường đánh với mã biên á, thì tới đây chúng ta tiếp tục phát triển mã lên cánh biên để sức quân cánh này. Còn nếu gặp mã trong ở trong cái trường hợp như thế này thì chúng ta tấn công luôn. Chúng ta đè xuống cánh này luôn. Thì các bạn thấy là khi hình trận chúng ta xe quá hà để mà tấn công thì bên hậu chắc chắn sẽ tạt pháo ra biên để kích đấu ngay. Thứ nhất là cánh quân của mình ứ động. Thứ hai, hình trận mình đang dàn ra, xe mình vừa sức động thì đã bị đấu đi, thì hình trận này sẽ rơi vào tán thủ tiếp, tức là so nội lực ở trung toàn nữa. Thì để chiếm cái thực lợi đầu tiên thì chúng ta tránh nước đấu bằng cách là ăn quân chốt 7 của đối phương để đè mã. Thì tới đây xe người ta sẽ thăng lên hai nước để giữ mã. Thì với cái hình cờ này á, vì sao người ta không có sức quân cánh này mà người ta cố tình đưa xe mình vào vị trí như thế này? Là tại vì người ta cũng muốn đánh ngược lại hình trận chút xíu để cho chúng ta bị lạ đi cái hình trận của mình, nó bị rối đi hình trận của mình để tự mình sa vào cạm bẫy. Thì chắc chắn tới đây pháo sẽ thối một để kích xe, và sau đó công kích cái cánh này của chúng ta bằng xe pháo mã. Rồi có thể là dùng pháo đầu bình ra để tiếp tục trợ công đánh thẳng vào một quân mã đang phòng thủ của ta đây. Thì mặc dù là mình biết trước nước pháo thối một thì chúng ta không cần vội ứng phó nước đó. Các bạn cứ tấn pháo 8 lên hai nước để qua ép bức vào cái lực kiềm chế này, để ép bức thẳng vào quân mã. Thì lúc mà pháo người ta thối một để kích xe thì chúng ta vẫn cứ qua, cứ bình qua để bắt mã. Thì người ta muốn mình lọt vào thế người ta thì mình cũng muốn người ta lọt vào thế của mình. Thì ép người ta phải vào pháo bắt xe thì tới đây chúng ta bình xe ra một nước để né tránh. Mình khi mình né tránh xe thì sẽ cho người ta hai sự lựa chọn. Đây, khi mình tránh xe như thế này. Đó, mình sẽ cho người ta hai sự lựa chọn. Sự lựa chọn trước tiên là mã sẽ bay lên mã 7 tấn 8. Lựa chọn thứ hai là pháo 7 tấn lên để đấu pháo. Nếu như hình trận này người ta đấu pháo thì cho mình thông vừa ăn chốt lên mà vừa thông luôn cái quân mã này. Lúc đó mã bước lên thì chốt lại qua sông. Cho nên hình trận này người ta sẽ lựa chọn cách là lên mã. Đó, các bạn thấy lên mã. Khi người ta lên mã như thế này thì mình lại có hai lựa chọn. Một là nổ tượng chiếu tướng. Hai là tấn xe xuống hai nước để tránh sự chi bắt của mã và bắt ngược lại quân pháo. Thì mình sẽ chia sẻ từ cách. Bây giờ mình sẽ chia sẻ trước tiên là cách tấn xe hai nước bắt pháo. Đó, thì lúc này pháo người ta buộc lòng phải nổ xuống chốt để dọ tượng. Thì các bạn thấy khi người ta dọ tượng như thế này thì pháo mình đang giữ tượng, chưa có gì nguy hiểm. Đây là cơ hội tốt nhất để cho chúng ta bình qua đè mã này. Khi mình bình qua đè mã này thì với hình trận các bạn nhìn thấy quân pháo đang giữ tượng thì bên hậu không thể nổ tượng. Để đánh được tượng thì buộc lòng ta phải bước mã xuống. Thứ nhất là giữ lại chốt đầu. Thứ hai là công thẳng vào mã. Khi ăn mã pháo quật về thì lúc đó người ta sẽ nổ tượng. Đó, thì tới đây mình có thể là lên mã biên hoặc là tấn xe lên hai nước. Tới đây các bạn nên chọn lựa là tấn xe lên hai nước. Vì nếu mình lên mã biên như thế này thì người ta sẽ quật mã mình ngay. Lúc pháo các bạn đánh về thì tượng mình ra đi. Sĩ buộc chống lên, hình trận của mình rất là mệt. Cho nên
Cho nên các bạn không nên phi mã lên biên mà tấn xe lên hai nước để chi. Nếu mà trường hợp mã này hoặc xuống thì chúng ta có thể nổ chốt đầu chiếu tướng trước. Đó, các bạn thấy khi mình chiếu tướng trước như thế này thì buộc lòng người ta phải đối phó bằng cách chống sĩ. Đó, người ta chống sĩ đương nhiên là lúc này mình còn đủ thời gian để đánh mất lại quân mã này một cách gọn gàng mà tượng chúng ta không mất. Đó, cho nên khi mình tấn xe lên hai nước thì người ta sẽ không bao giờ ăn mã mình mà người ta sẽ bình xe vào để đuổi pháo. Nếu mà pháo chạy thì tượng sẽ mất. Cho nên giải pháp duy nhất của mình có thể là quăng tượng lên biên để vừa giữ pháo vừa thoát khỏi miệng pháo. Ở trong cái hình trận nghịch pháo hay thuận pháo, cái sự đối công rất là quyết liệt. Bên nào công nhanh hơn, nước cờ đi xác suất chính xác cao hơn thì bên đó giành thắng lợi rất là dễ dàng. Còn mà chỉ cần sai một nước cờ thì thế cờ có thể hoàn toàn chuyển biến. Thì tới đây bên hậu các bạn thấy nè, quân mã này đang ứ động, quân xe này chưa thể đi đâu. Nó chốt đầu thì đang có mã giữ này thì mình không nói tới. Cho nên để phản công được mình thì buộc lòng người ta chỉ có một nước là bình pháo ra kích đấu. Khi mình đấu xong thì ta sẽ lợi được một tiên là chiếu tướng và mình sẽ bị mất tượng ngay. Thì tại sao phải mất tượng? Người ta bình ra kích đấu thì chắc chắn mã mình phải ăn lên. Bạn thấy mã buộc phải ăn lên. Tại vì đang bị xe bắt pháo mà. Mã đang đối diện mã thì mã chúng ta buộc phải ăn lên. Thì lúc này người ta ăn pháo đuổi mã. Ăn pháo đuổi mã ngay. Nếu mà mã mình chạy chạy xuống chốt đầu thì pháo người ta sẽ cắm chiếu. Đó, pháo người ta cắm chiếu. Khi người ta cắm chiếu tướng xong, mình có thể là sập tượng hoặc có thể là lên sĩ. Thì lúc đó tùy theo mình sập tượng hay lên sĩ thì người ta sẽ dùng phương án tiếp theo là nổ pháo đầu lên. Nổ pháo đầu lên để tiếp tục tấn công thì bên chúng ta rất là cực. Cho nên cái tình trạng kích đấu như thế này thì các bạn trước tiên là phải nổ chốt đầu. Đừng vội cầm quân mã bỏ chạy. Các bạn mà mới đánh cờ á, thì nhiều khi thấy bắt quân là tức tốc lo chạy ngay mà không tính được cái thiệt hơn ở những nước kế tiếp. Cho nên là rất là dễ rơi vào cái hình trận của người ta và trở nên sự thua cuộc rất là nhanh. Thì khi chúng ta chiếu tướng thì buộc bên đây phải lên sĩ, buộc phải chống sĩ. Thì lúc này chúng ta mới tính tới phương án là chạy mã. Thì lúc này mã mình bước xuống lộ 6 thì người ta sẽ cắm pháo chiếu ngay. Cắm pháo chiếu ngay. Các bạn lưu ý chỗ này. Nếu các bạn không chạy mã mà bình xe qua như thế này để bắt lại pháo thì chúng ta cũng hoàn toàn không có lợi lớn. Là khi xe người ta đóng mã, mình ăn pháo, sau đó người ta thối về bắt pháo, buộc pháo mình phải phải thối về. Đó. Mình sẽ mất rất là nhiều nước thì người ta tiếp tục tấn lên bắt pháo, nó buộc cho mình phải dỡ sĩ tượng vân vân. Vậy xe này chúng ta nằm ở bên đây có một mình chơi trọi cũng chưa đánh được gì, xe này chỉ có trách nhiệm kìm hãm mà cũng chưa có chỗ để đánh. Nó cho nên là chúng ta không không nên đấu ở nước cờ này các bạn. Hay ở nước cờ này chúng ta không nên bình xe qua bắt pháo mà chúng ta nên phi mã qua sông luôn, sẵn sàng cho người ta chiếu tướng. Khi chiếu tướng nếu mà chúng ta chống sĩ thì hậu quả khôn lường, buộc lòng tới đây chúng ta phải hạ tượng. Tại khi các bạn chống sĩ như thế này, người ta sẽ đâm xe xuống chiếu tướng, buộc sĩ hạ về, sau đó thối xe đánh chết pháo đầu là lực công của chúng ta mất ngay. Cho nên chúng ta không nên hạ sĩ nha các bạn. Chúng ta không nên chống sĩ, chúng ta nên hạ tượng, sẵn sàng cho xe này đoạt lấy đi một tượng. Thì lúc đó chúng ta phản công bằng cách là mã chúng ta có hai đường đi, một là chúng ta quăng xuống lộ 8, hai là chúng ta ăn bỏ pháo đầu. Thì trong cái sự kìm cặp của pháo đầu á, chúng ta không nên dùng mã nổ pháo đầu để đấu hoang phí quân mã mình khi mà tấn công lên tới đây. Các bạn thấy từ vị trí này tấn công lên tới đây rồi nổ đi đấu thì một sự sự gì đó nó rất là uổng công. Cho nên là chúng ta bước xuống lộ 8 để tiếp tục vừa công vừa dò sát. Thì chúng ta đang dò sát bằng nước là chiếu ngoại tàu tướng buộc xuất chinh, rồi sau đó là xe này lại mình vào chiếu tiếp thì lực công rất mạnh. Thì để ứng phó với nước cờ này thì người ta cũng có hai cách: một là người ta giật xe về ăn pháo, hai là thối pháo về đuổi xe phòng thủ nước chiếu, ba là pháo hoặc vào sĩ như thế này.
đó là khi chúng ta nửa chiếu thì tướng xuất ra, chúng ta lại tiếp tục bình xe chính vào chiếu, thì lúc đó pháo sẽ ra ngăn cản. Dạng pháo này có chức năng giật rất là nguy hiểm đó, cho nên ba lựa chọn lúc này bên hậu sẽ đánh, chúng ta sẽ từ từ đi từ lựa chọn một. Ví dụ như lựa chọn thứ nhất, thối pháo về thối giật xe về ăn pháo đầu, thì buộc chúng ta phải lên sĩ, sau đó người ta nã pháo đầu mình lại. Thì thấy trận tới đây các bạn có thể thấy là có vẻ như bên hậu đang tạm tránh đi được sự nguy hiểm, nhưng điều đó không phải các bạn. Lúc mà mã chúng ta ngoại tàu như thế này rất là nguy hiểm cho đối phương. Chúng ta bình xe chính vào lộ 6 để chiếu tướng, thì buộc pháo đầu phải ra chống đỡ như thế này. Các bạn thấy khi pháo đầu ra chống đỡ như thế này, cứ tưởng là hình trận của bên hậu sẽ được ổn định hơn, nhưng thật chất không phải. Chỉ cần chúng ta đánh một nước tiếp theo là xe thối một, xe 8 thối một để tiếp tục dò sát. Khi chúng ta đang dò sát thì nước này bên hậu buộc phải lo chống đỡ nước này trước. Để chống đỡ nước này thì người ta sẽ lên tướng, thì lúc đó quân xe ở biên này sẽ ra đi, một chủ lực sẽ hy sinh. Thì ngoài nước lên tướng ra thì không có nước khác để phòng thủ nổi các bạn, tại vì xe thì không thể về đây được. Nếu mà xe về đây thì mã mình nổ, vẫn mất đi một chủ lực chính, cho nên buộc phải tấn tướng lên. Thà là người ta hy sinh con xe trong góc này để nhốt quân mình lại, chứ không bao giờ thối xe này về để mà hy sinh một cách oan uổng rồi cánh này không thể ra. Thì tới đây chúng ta nhẹ nhàng đánh lời một chủ lực và đang bắt mã trực tiếp. Thì trong lúc hậu chưa có nước công, nếu mà có bình xe ra đây để đâm chiếu cũng chưa giật được quân, thì người ta sẽ thoát mã trước, là thoát mã lên trước để tránh đi cái nước xe ăn mã để dọ tường. Đồng thời cũng là một nước cờ thủ, khi mà xe này di dời thì mã này có thể thủ được cái chân chiếu của quân mã này. Thì lúc đó chúng ta mới bình xe vào bắc tường, bình xe vào bắc tường. Các bạn thấy khi chúng ta bắc tường như thế này thì lúc này người ta tượng không thể chạy đâu được đó, cho nên thì để tiếp tục có lực tấn công thì người ta phải bình xe ra để tìm đường chiếu và tấn công tiếp đó. Khi bình xe ra như thế này, nếu mà các bạn mới đánh về hình trận nghịch pháo thì các bạn sẽ cầm xe ăn tượng ngay đó, cầm xe ăn tượng. Chúng ta cầm xe ăn tượng thì làm cho chúng ta chậm nhịp đi rất là nhiều. Tuy rằng cái nước phục tiếp theo của chúng ta là bình mã thối mã về đây để chiếu sát, là chúng ta đang phục sát, thì ở đây chỉ cần quá giải bằng cách này chiếu tướng, thì sĩ buộc hạ về, sau đó thối xe về chiếu tướng, sĩ buộc phải thăng lên và bình xe qua, vừa bắt mã này vừa giải sát cái nước này đó. Các bạn thấy nếu mà chúng ta chạy mã này thì người ta sẵn sàng thối xe về để đấu đấu cặp quân này, còn nếu mà không chạy mã thì người ta vẫn ăn mã bình thường. Ở đây mình không thể chiếu sát được nữa đó, các bạn thấy mình sẽ hoàn toàn bất lợi chứ không có lợi nếu mà mình ăn tượng trước. Đó là mình để giải thích thêm cho các bạn nghiên cứu thêm. Rồi tới đây thì các bạn công, có thể là các bạn sẽ công theo cái lối riêng của các bạn đó, thì cho nên cái ý kiến của mình là không nên ăn tượng trước. Khi mình ăn tượng trước thì hậu quả nó sẽ như thế này: người ta đâm chiếu thối về và bình qua, vừa bắt quân mà vừa phòng thủ được nước sát, và đồng thời chuẩn bị luôn nước đấu quân. Như vậy rất là tiếc cho lực công mà mình đã dàn ra từ đầu nó. Cho nên cái trường hợp xe ăn xuống tượng đây là bỏ qua nha các bạn, bỏ qua. Thì lúc này chúng ta nên thối mã về nó sẽ hay hơn, tại vì pháo thì không thể nổ ra mã, mà xe thì sẵn sàng sát cuộc, còn nước ăn xuống tượng, tượng không thể chạy đâu, cho nên cái nước mã này sẽ hợp lệ hơn rất là nhiều. Thì khi mà mình thối mã về để dò sát thì người ta buộc phải tấn pháo lên hai nước, tấn pháo lên hai nước. Trước tiên để tấn pháo được hai nước thì người ta phải làm gì? Tại vì tấn lên một nước thì điều đó là điều không thể các bạn. Thì khi chúng ta chiếu tướng thượng lên thì chúng ta tiếp tục quật xe xuống nữa thì hết quân. Ví dụ trường hợp này đó, thì các bạn thấy nè, chúng ta tấn lên chiếu, buộc thượng tướng quay lại chiếu tướng xuống, rồi tiếp tục đánh chiếu tướng lại lên, mà không gì có thể đỡ được xe này đánh xuống đó, vừa thiệt quân mà vừa thua thế. Và có thể là điều đó là người ta không thể làm, cho nên để mà giải thoát được quân pháo này, giải được nước sát này, thì buộc lòng người ta phải chiếu trước. Khi mình hạ sĩ thì lúc này ta mới thối xe về chiếu tướng, mình buộc lên sĩ và lúc đó mới tấn pháo lên hai nước để vừa giải sát mà vừa cứu lại quân pháo này. Đó là cái cách duy nhất để người ta cứu quân pháo này. Thì lúc ta cứu quân pháo như thế này thì chúng ta cũng như hồi nãy là chúng ta đánh, là có thể là đánh xuống đây chiếu tướng,
tướng thượng lên, chúng ta quay lại chiếu tướng, tướng lại xuống, rồi tiếp tục đánh về chốt chiếu tướng. Đó, tướng lại lên, tới đây chúng ta chiếu tướng thì tướng mình vào, thì tạm thời nguy hiểm nó qua đi. Cho nên các bạn không nên ăn tượng, vẫn lần thứ hai vẫn không nên ăn tượng, thì các bạn ăn về chốt để chiếu tướng trước, buộc tướng phải lên trời trước, tại vì không thể nào chạy xuống thì tướng buộc phải lên. Ở thì tới đây chúng ta tiếp tục có hai cách đánh nữa, một là đâm xe xuống chiếu tiếp, hai là chúng ta dùng mã đánh tượng chiếu. Thì tới đây các bạn lựa chọn cách nào cũng thắng, tuy nhiên mà cái cách thắng nhanh nhất chính là dùng mã đánh tượng là cách thắng nhanh nhất. Thì tới đây bên hậu có hai cách để chống đỡ, một là về mã, hai là vào tướng. Thì dù chống đỡ bất cứ bằng nước nào cũng thua hết. Nếu mà trường hợp đầu tiên về mã thì chúng ta không nên chiếu nha các bạn. Chúng ta chiếu thì vô tình chúng ta tự giải sát cho đối phương. Ví dụ chúng ta chiếu như thế này, tướng xuống, chúng ta đang lợi dụng hai nước chiếu để ăn quân, thì tướng lại tiếp tục chiếu. Đó, thì các bạn lúc này là tướng có thể vào trong được thì rất là ổn, tướng mà đã ra ngoài thì chúng ta tận dụng hết sức, không nên cho vào trong. Cho nên nước chiếu hai lần để ăn quân thì không có nhanh lắm. Cho nên là các bạn không ăn quân mã liền, không 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 chiếu tướng để mà chiếu hai lần ăn mã, mà chúng ta ăn mã trực tiếp luôn. Ăn mã trực tiếp sẽ nhanh hơn, tại vì chúng ta dọ sát bằng cách xe nổ thẳng vào sĩ là bí ngay. Cho nên buộc lòng người ta phải lo cái nước giải sát này nữa. Nếu mà các bạn chiếu hai lần để ăn mã vậy thì vô tình mình đang đang giải sát cho người ta. Thì để đối phó với này buộc lòng người ta phải vào tướng các bạn. Buộc lòng vào tướng thì lúc này chúng ta chỉ cần thói xe chiếu là thua ngay. Lúc này là về pháo hay là lên sĩ đều thua. Mình thấy nếu lên sĩ thì xe mình đóng thẳng, tướng không thể xuống, thua ngay. Còn nếu mà về pháo, xe mình cũng ăn thẳng vào, sĩ ăn lên, sau đó xe này đánh thẳng xuống, cũng thua ngay. Cho nên đó là lý do, những lý do mà mình đặt ra là không ăn tượng. Không ăn tượng rồi lựa chọn thứ hai lại là không có chiếu trước. Thông thường chúng ta đánh thì vẫn là hay như thế này, chiếu tướng để lấy hai nước tiên, hai nước tiên vừa ăn quân mà vừa lấy tiên. Thì để vô tình ta xuống đây thì tuy rằng với hình trận này người ta cũng có thể thua, nhưng mà cái sự thua này nó còn dai dẳng rất là lâu, tại vì tới đây chúng ta muốn đánh được nữa thì phải làm sao thối về bắt thêm một quân pháo nữa, nó thối về bắt pháo để đánh cho người ta lỗ chủ lực, rồi từ từ hết chủ lực người ta sẽ thua. Thì pháo không thể chạy đâu được cả, tới đây pháo không thể chạy. Thì để phòng thủ được nước này thì người ta cũng phải đem pháo về để cảm tử. Rồi nếu mà về đây thì mã mình chém lên thì sẽ bị dính sông xa gọi hồn, còn nếu mà về sát tướng thì cũng không khả quan lắm. Nếu về sát tướng thì mã chỉ cần thối về một nước thì các bạn thấy tướng này rất là chật chội. Nếu mà đi vào thì xe ông ta ăn xuống, thì lúc đó mã này đang tạo căng cho xe này. Xe này có chiếu giật cũng không thể ăn xe, chỉ có thể ăn được quân mã. Mà nếu ăn mã thì chúng ta chiếu sát ngay đây. Cho nên là đánh cờ rất là nhiều nước, nhưng nước sát thì nhanh chậm thì tùy theo chúng ta. Đây mình sẽ chia sẻ lại ở cái đoạn này. Đâu ở đoạn nào ta? Đây, từ đoạn này, từ cái đoạn mà mã chúng ta quăng xuống lộ này để dò sát, thì ở bên hậu như nãy là cách đầu tiên mình chia sẻ nãy là thối xe về để ăn pháo đầu. Cách đó thì như diễn biến vừa rồi anh em mình đang nghiên cứu với nhau thì hoàn toàn thua. Còn nếu cách thứ hai mà thối pháo về bắt xe thì chủ lực quân hoàn toàn bị động. Bắt xe thì các bạn thấy nếu mà thối về đây bắt xe là vô dụng, tại vì không thể ăn xe được. Đó. Nếu mà ăn xe thì mã vẫn chiếu sát bình thường, nó không thể ăn xe được. Nếu người ta thối về bắt xe thì đơn giản bên đây cứ gần bình xe vào đây, nếu mà pháo nổ xe thì mã chiếu sát ngay. Cho nên có về bắt xe thì cũng không có tác dụng lớn. Chính vì vậy mà cái nước thứ hai này, cái giải pháp thứ hai này nó không khả thi. Nó thua còn nhanh hơn là cái giải pháp đầu tiên là thối về ăn pháo đầu. Còn giải pháp thứ ba là nổ pháo vào sĩ. Nổ pháo vào sĩ để thì chức năng phòng thủ nó sẽ cao hơn là thối pháo về về bắt xe. Thì vì sao chức năng phòng thủ nó cao? Các bạn thấy khi nổ sĩ thế này, nếu mà chúng ta chiếu trước, tướng bình ra ngoài, chúng ta quay lại chiếu, pháo này lại bình ra, thì pháo này đang nằm ở cái chân giật dọc rất là nguy hiểm.
Nó có thể giật về để đánh tan quân Mã này đi, để giải đi những cái nước nguy hiểm. Ví dụ như tới đây chúng ta muốn triển khai được tiếp những nước nữa, chẳng hạn như là thối về đây để dò xét, thì lúc này giải xét là bằng cách chứa tướng tướng thượng lên và quật đi quân Mã này. Vậy thì người ta sẽ qua cơn nguy hiểm đó. Cho nên khi pháo nổ sĩ này thì trước tiên chúng ta để cho người ta chọn lựa, thì chúng ta nên quân tượng lên để kích xe, để buộc như người ta phải một là thối pháo về một nước để chứa tướng, sau đó dùng xe ăn sĩ để phòng thủ lại cánh này. Hai là người ta ra xe một nước để tiếp tục đánh cái đòn giật này. Nhưng mà lúc ra xe một nước thì người ta chậm đi rất là nhiều rồi. Các bạn thấy người ta đã chậm đi rất là nhiều. Tại khi ra xe một nước thì người ta đã chậm nhịp hơn rất nhiều. Nếu mà ra xe một nước như thế này thì cách giải quyết cũng rất là đơn giản mà. Thứ nhất là chúng ta cứ bình xe vào. Dò xét, mình không sợ nước pháo giật về đây để ăn xe các bạn. Tại vì nếu pháo giật về đây thì trước tiên chúng ta là bỏ đi một tượng. Ăn vào tượng thì chúng ta thượng tướng lên thì rất là khó mà chống đỡ. Lúc này có về bắt xe cũng vô dụng, chỉ cần sức tướng là không thể đỡ được. Đó, cho nên cái nước mà bình xe ra một nước thì nó không không hay. Bình xe ra nước không hay. Cho nên cách còn lại lựa chọn là chiếu tướng, tướng buộc thượng lên, sau đó xe hoặc lấy sĩ để phòng thủ đường này. Thì xe hoặc sĩ thì tới đây chúng ta nè, có thể dùng tướng ăn pháo. Đó, có thể dùng tướng ăn pháo hoặc không ăn pháo. Thì tới đây tùy chúng ta chọn lựa, nhưng mà riêng cách chia sẻ của mình đã gọi là tấn công thần tốc thì chúng ta không ăn quân này nữa, không ăn quân pháo này. Mà chúng ta bước mã lên, che mặt xe lại để tiếp tục dò xét. Chúng ta liên tục dò xét. Thì tới đây người ta nếu mà dùng pháo hoặc qua bên mã như thế này là người ta thua ngay. Nếu dùng pháo hoặc mã, xe bình vào thua ngay, không thể đỡ. Mình thấy tới đây là không có phương án nào để đỡ, cho nên là người ta sẽ không dùng pháo để ăn mã, mà pháo sẽ thối về để phòng thủ. Chỉ có thể phòng thủ ở đây, chứ ở dưới đây thì cũng giống, nếu mà phòng thủ về tới đây thì giống như cái nước mà pháo biên kịch về đây á các bạn, nó y vậy thôi, nó không có sự gì khác biệt hết á. Cho nên pháo phòng thủ ở đây là tốt nhất. Thì lúc này chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện những cái nước đánh tiếp theo, như là chúng ta cứ chiếu tướng trước, tướng buộc phải ra ngoài, và sau đó chúng ta bình xe vào chiếu tướng. Các bạn thấy tới đây pháo buộc phải phải ra chống đỡ. Thì tới đây các bạn thấy ở cái hình trận này có rất là nhiều cách để đánh thắng người ta, và người ta sẽ không còn một quân nào để mà sống sót, để mà chống đỡ. Tới đây các bạn sẽ dùng cái đòn cảm tử quân bằng cách là dùng xe đóng thẳng pháo để chiếu luôn, buộc sĩ phải ăn lên, sau đó bình pháo qua chiếu tướng thì buộc sĩ hạ về. Chúng ta tiếp tục quật về xe này chiếu tướng, thì tới đây người ta chống sĩ hay qua pháo nó cũng như nhau thôi. Mà nếu mà người ta qua pháo như thế này thì đơn giản quân mã lên chiếu tướng đó, buộc pháo phải vào lộ 5 hay là ra đây vân vân, nói chung phải phải tạt ra để tránh mặt tướng này. Thì giống như nó rơi vào cờ thế, các bạn chỉ có thể một quân di chuyển tới lui cho đến khi tàn cuộc. Thì lúc này mã cứ tiếp tục phi thân lên mà tấn công, thì người ta chỉ có một nước để đánh. Tiếp tục phi thân lên, các bạn thấy đi đâu cũng thua, nhưng mã quân chính xác này. Các bạn thấy, cho nên là trong nghịch pháo hay thuận pháo, những đòn đánh rất là công, rất là mãnh liệt, mà nước công rất là đẹp. Mình rất là thích những cái thế trận này. Tuy nhiên là mỗi người có mỗi một cách đánh khác nhau, rồi những cái biến hóa nó khác nhau theo từng cái nghiên cứu của từng người. Mình thì mình chỉ có thể chia sẻ được với các bạn như vậy. Còn riêng các bạn có những kinh nghiệm cao hơn, các bạn có những cái nước cờ hay hơn, thì các bạn cùng mình để chia sẻ, để mà anh em chúng ta cùng phát triển trong cái bộ môn nghệ thuật này. Xin chào tạm biệt các bạn và chúc các bạn sức khỏe.